đoàn từ thiện chúng em xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh đi đến bà con nghèo tại xã Mê Bu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Xin mời mọi người và các bạn hãy theo dõi cuộc hành trình của đoàn chúng em nhé. Đoàn xe từ thiện của chúng em đã bắt đầu xuất phát ạ. Đoàn từ thiện của chúng em là bắt đầu xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh đi Mê Bu, Đức Linh, Bình Thuận. Gái không đứng dưới mà leo lên cao vậy. Anh Tàng ơi, anh coi cháu anh chụp hình gì đó, lấy đi, lấy đi. Em bé tự cho mượn cái hình. Chị trời, bốn người áo xanh đứng đi. Ủa cô? 1, 2, 3 sửa toàn lại nè. Luôn chụp không có tới phòng. Cái nhỏ đâu cả ta. Kệ, lo thực hiện chứ. Em ở Đức Tiến chúc anh về á. Dạ dạ coi em về. Rồi về công an thôn mình mở ra giùm nghe. Rồi rồi. Bây giờ không phải ông đi nhà nữa đâu chứ. Đặt tay người trước đi, đặt tay người trước đi.
Yêu thương, chia sẻ niềm vui để chúng ta có thể đón với một năm mới thật tuyệt vời và hạnh phúc. Và bên nhóm từ thiện thì cũng có những chiếc bánh thật là tuyệt vời để trao tặng cho những em nhỏ. Thì trân trọng kính mời bên nhóm từ thiện chúng ta cùng chung tay để phát những chiếc bánh thật là ngọt ngào và tình cảm để san sẻ những em nhỏ trong buổi sáng ngày hôm nay. Sau khi trao quà thì trân trọng kính mời hai nhóm từ thiện chúng ta cùng tiến về phía sau để chụp lại những bức hình thật là ý nghĩa và thật là hạnh phúc, và để có thể nói lên được một cái niềm vui khi chúng ta làm một cái điều mà không ai có thể làm được. Để cùng chung tay để chào đón một năm mới cũng như là xuân yêu thương toàn vẹn hơn, hạnh phúc hơn và ấm no hơn. Một lần nữa thì trân trọng kính mời hai nhóm chúng ta cùng tiến lên để chụp những bức hình thật tuyệt vời cùng với cán bộ xã. Chúng ta cùng có thể tiến lên để cùng
chụp chung một tấm hình thật là tuyệt vời và thật là ý nghĩa để chúng ta có thể đưa lên Facebook hoặc là chúng ta có thể đăng lên cho các mạnh thường quân biết để chúng ta có thể lần sau chúng ta có thể kêu gọi những món quà tốt hơn nữa, đẹp hơn nữa để cùng chung tay với một cái Tết thật ấm no và hạnh phúc. Vậy là bằng những tình cảm yêu thương, tình thương mến thương, lá lành đùm lá rách, lá rách ít thì đùm lá rách nhiều. Thật đúng là uống nước thì chúng ta thường nói là phải tiếng nguồn. Mà hạnh phúc ngày hôm nay đối với những người làm từ thiện thì không phải giàu mới đi làm từ thiện. Nhưng mà cái quan trọng nhất chúng ta làm bằng một cái tâm, bằng một tình cảm, san sẻ cuộc sống với mọi người. Thì xin chúc cô chú anh chị hôm nay sức khỏe, năm mới thật nhiều thành công. Và chúc cho tất cả toàn thể quý vị ở đây với một niềm vui và một niềm hạnh phúc chung tay để có thể xây dựng một cái Tết thật tuyệt vời và hạnh phúc cho bà con trong ngày hôm nay. Bây giờ đây trân trọng kính mời bà con cô chú anh chị ai có những lá phiếu thật là may mắn và hạnh phúc thì chúng ta hãy nhanh chân và tiểu bước và tiến lên sân khấu để nhận những món quà yêu thương đến từ năm nhóm từ thiện trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa thì trân trọng để kính mời và giờ đây thì một phần quà thì tương ứng với là một phiếu đối với một người thì giờ đây trân trọng những ai có những lá phiếu thật tuyệt vời và hạnh phúc thì tiến lên sân khấu để nhận những món quà thật là ý nghĩa, thật là tuyệt vời trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa bà con, từ từ tâm thái chúng ta sẽ nhận được quà thôi. Bây giờ để cho ông mình trật tự cho nó có cái trang thứ tự để khỏi lên quà. Đầu tiên là cũng mời các bác, các chú, các cô lớn tuổi trước. Mỗi người cầm quà lá phiếu. Rồi, các bác thu xin mời các tấm lòng của mọi người luôn ra đại diện ta tặng quà. Con cứ xuống đây, con cứ cầm xuống. Mọi người kết thúc.